Dạ vâng, Huyền thì hiện nay thì Huyền đang là role executive. Bạn Huyền thì rất là giỏi, rất là kỹ lưỡng. Cách đây hơn một năm, Huyền đã biết đến sản phẩm của Nu Skin, rất là mê sản phẩm của Nu Skin. Bạn làm trong một công việc kinh doanh truyền thống khoảng gần 20 năm, với một mức thu nhập rất là khá, khoảng gần 50 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên thì cái áp lực rất là lớn và những các cái vấn đề thời gian của bạn, khi mà bạn Huyền chia sẻ với em rằng cái thời gian của bạn chăm sóc cho con cái, cho gia đình không có nhiều, và khi bạn biết đến với cơ hội Nu Skin thì bạn đã ngay lập tức nghỉ việc chứ không phải cân nhắc, không phải là làm thử xem ra làm sao, bởi vì bạn nhìn thấy được cái cơ hội đối với Nu Skin. Khi đó bạn nghỉ việc và làm full time với Nu Skin. Và bạn nói rằng em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà sáng ngày ra nhìn trời mưa mà không phải bước chân ra khỏi nhà, có nhiều thời gian dành cho con cái, có nhiều thời gian dành cho chồng hơn, và gia đình thì có sự ấm áp hơn vì vợ ở nhà nhiều hơn. Mặc dù cái thu nhập đến hiện nay chưa thể bằng được cái thu nhập của 20 năm, nhưng tuy nhiên chỉ với 3 tháng hoạt động với Nu Skin thì cái thu nhập của bạn đã được khoảng 50% so với cả cái lương trước đây, và bạn cảm thấy rất là hài lòng. Bạn nói rằng là với thời gian mà nếu như 20 năm làm một cái công việc kinh doanh truyền thống trước đây thì chắc chắn là cái thu nhập của bạn phải được nhiều hơn rất là nhiều. Và bạn rất là yêu thích cái câu của anh Dean vẫn nói, đó là gì? Đến với Nu Skin là có những thu nhập không có giới hạn. Huyền rất là chịu khó tìm tòi mày mò những các cái PowerPoint, tự làm những các cái PowerPoint cho riêng mình cũng như là cho đội nhóm của mình, và làm thế nào để cái đội nhóm phát triển một cách tốt nhất. Và hôm nay thì rất là vui vì Huyền đã có một cái bài chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Từ nhà Huyền đến nhà nhà em rất là xa, khá là xa. Thời tiết ở Hà Nội hôm nay độ khoảng 12 13 độ. Tuy nhiên thì bạn đã không quản ngại mưa rét đã đến với Nguyệt và để chia sẻ với các anh em trên webinar về những các cái máy scanner, và bạn rất là tâm đắc, và xin nhường lời cho Huyền. Dạ, em chào anh Đinh ạ. À rồi, chào Huyền. Em chào tất cả các anh chị em hôm nay có mặt trên webinar. Vâng. Thì hôm nay cũng là lần đầu tiên mà em được nói trên webinar. Thì hôm nay em cũng muốn là xin nói về cái máy biophotonic scanner của Pharmanex. Thì cái tài liệu này ấy, thì em cũng là cũng tìm ở trên cái trang web của Nu Skin ở Mỹ, và em cũng có dịch cái tài liệu ra bằng tiếng Việt để giới thiệu cho anh chị em và tất cả mọi người được biết đến cái hiểu rõ hơn về cái máy biophotonic scanner, và cũng là một cái hình thức để mà mình có thể sử dụng cái công cụ này để mình có thể tăng thêm được cái thu nhập của mình, cũng như là để giúp đỡ cho những cái cộng đồng, những người thân, những người bạn bè của mình hiểu hơn về cái sức khỏe ở trong cơ thể của mình. Thì em bắt đầu xin được nói về cái máy photonic biophotonic scanner. Thì máy biophotonic scanner ấy thì là nó dựa trên một cái nền tảng khoa học và rất là đáng tin cậy. Thì máy được phát triển bởi những cái bác sĩ và các cái nhà vật lý học ở tại những cái trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Mỹ, và máy đã được cấp một cái bằng phát minh sáng chế. Thì cái việc mà cái máy này ấy, thì nó sử dụng cái công nghệ là quang phổ Raman, và cái công nghệ quang phổ Raman này thì được đoạt giải Nobel vào năm 1930. Và cái bản thân cái máy biophotonic scanner ấy thì nó được trình bày và được công nhận ở rất là nhiều những cái hội nghị khoa học uy tín ở Mỹ và trên thế giới. Và máy biophotonic scanner của Pharmanex thì được nhận cái giải thưởng là American Business Award vào năm 2005. Và năm 2003 thì Nu Skin và Pharmanex đã sản xuất, tức là đã phát minh và đã đưa cái máy biophotonic scanner này ra thị trường, là năm 2003. Và cái máy máy scanner này ấy, thì là nó hoạt động ấy vì lợi ích của bạn,
Tức là mình là những cái nhà phân phối thì mình có thể sử dụng cái máy này, nó là một cái công cụ rất là tốt để mà giúp cho mình trong cái công việc của mình, trong cái công việc mà phát triển kinh doanh cùng với Nu Skin. Vì là cái máy scanner ấy là cái công cụ đầu tiên và duy nhất trên thế giới có thể đo được cái mức độ chất chống oxy hóa carotenoid trên da. Và đây là một cái sở hữu độc quyền của Pharmanex về cái công nghệ của cái máy biophotonic scanner. Và cái công nghệ này là độc nhất vô nhị và chỉ dành riêng cho các nhà phân phối của Nu Skin mà thôi, và để sử dụng cho phục vụ cộng đồng. Thế thì cái máy biophotonic scanner là gì? Máy biophotonic scanner ấy là một cái thiết bị rất là tối tân, dùng để đo chỉ số carotenoid trên da, viết tắt là SCS. Và cái nghiên cứu này ấy, thì là nó đã cho thấy có rất là nhiều những cái nghiên cứu khoa học ấy, thì nó cho thấy rằng là cái sự tương quan tích cực giữa cái chỉ số SCS này với cái yếu tố sức khỏe của chúng ta. Và đây là một cái công cụ rất là mạnh mẽ để mà thúc đẩy con người mình, mọi người đều có một cái duy trì được một cái lối sống khỏe mạnh, và cũng như là tăng cường bổ sung các cái chất dinh dưỡng để mà chống oxy hóa cho cơ thể. Thì chúng ta cũng tìm hiểu một chút về về cái tế bào, về gốc tự do, về cái mối nguy hại của gốc tự do và về chất chống oxy hóa. Thì đầu tiên ấy là chúng ta nên hiểu về cái tế bào của con người là như thế nào. Thì khi mà con người, cái cơ thể của con người mình có khỏe mạnh ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tế bào của mình nó có khỏe mạnh hay không. Và khi mà mình cái sự lão hóa của mình ấy nó có xảy ra hay không ấy, hay là nó có cái bệnh tật ốm đau của mình ấy nó có xảy ra hay không, đều là do cái tế bào của mình có khỏe mạnh hay là không. Thế thì cái tế bào ấy thì nó sẽ được hình thành bởi những cái nguyên tử, mà những cái nguyên tử ấy thì như là chúng ta nhìn thấy cái nguyên tử đây. Đây là những cái nguyên tử. Đấy, cái hình hình màu hình tròn màu xanh ở ngoài có màu trắng ấy, đó là những cái nguyên tử. Và một cái nguyên tử khỏe mạnh ấy thì nó sẽ có hai cái cặp điện tử, là hai cái hình màu màu cam đây. Đó, thế thì đây là một cái nguyên tử khỏe mạnh. Và khi mà một nguyên tử khỏe mạnh ấy thì chúng ta biết rằng là cái tế bào của chúng ta ấy thì nó có một cái tính chất là nó sẽ phát triển, và cái nó sẽ tạo ra một cái tế bào mới. Khi mà nó phát triển nó sẽ tạo ra một cái tế bào mới y hệt như cái tế bào ban đầu. Thế thì khi mà cái tế bào của chúng ta được hình thành bởi các cái nguyên tử này, mà cái tế bào mà khỏe mạnh thì mình sẽ khi mà mình tế bào phát triển thì sẽ sinh ra những cái tế bào khác cũng khỏe mạnh như vậy. Còn ngược lại ấy, mình nếu những cái tế bào của mình mà nó bị hỏng, bị lỗi thì khi mà tế bào sinh trưởng thì nó cũng sẽ sinh ra những cái tế bào bị lỗi y chang như vậy. Chính vì vậy cho nên rằng là khi mà những cái tế bào nó khỏe mạnh ấy, mình trong cơ thể con người mình có nhiều tế bào khỏe mạnh thì có nghĩa rằng là cái sự lão hóa của mình nó cũng sẽ chậm đi, và những cái ốm đau bệnh tật của mình nó cũng sẽ được giảm thiểu. Thế thì trong cơ thể của con người mỗi một ngày ấy, thì chúng ta phải tiếp nhận là 70.000 cái gốc tự do nó đi vào trong cơ thể của chúng ta, và bản thân trong cơ thể của chúng ta nó tự nhiên nó cũng sẽ sản sinh ra những cái gốc tự do để mà nó, đó là một cái phản ứng rất là tự nhiên của cơ thể thôi. Thế thì 70.000 cái chất chống cái gốc tự do mà nó đi vào trong cơ thể của chúng ta ấy, thì cái gốc tự do nó là cái gì? Gốc tự do ấy nó là cũng là những cái nguyên tử mà cái hình xám xám có cái hình xương chéo, đầu lâu xương chéo đây, thì mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái hình ảnh của một cái gốc tự do. Gốc tự do này ấy, thì nó gồm có những cái nguyên tử mà trong đó ấy, nó chỉ có một cái điện tử thôi, chứ không hai cái điện tử như là cái tế bào trưởng thành khỏe mạnh. Thế thì khi mà một cái gốc tự do mà nó chỉ có một cái nguyên tử như thế này á thì nó không có bền vững, và khi mà nó không bền vững thì nó sẽ có xu hướng là nó đi ăn ăn cắp ăn trộm những cái điện tử từ những cái tế bào lành của chúng ta,
Và chính vì vậy cho nên những cái tế bào lành của chúng ta sẽ bị mất đi một cái điện tử, và như vậy ấy, cái tế bào nó sẽ trở nên không bền vững và nó sẽ bị hỏng đi. Thế thì khi mà trong cơ thể của chúng ta tiếp nhận quá nhiều gốc tự do thì có nghĩa rằng là nó sẽ làm phá hủy cái tế bào, và khi tế bào của chúng ta bị phá hủy nhiều thì cái tế bào đó nó sẽ trở thành những cái tế bào bị lỗi, và nếu như càng ngày những cái tế bào lỗi nó càng tích tụ trong cơ thể của chúng ta thì các cái bệnh tật cũng như là sự lão hóa sớm nó cũng sẽ xảy ra. Đấy, cho nên ấy là trong cơ thể của chúng ta cần phải có những cái gốc tự do, những cái chất, xin lỗi, là những cái chất chống oxy hóa để mà nó sẽ chống lại những cái gốc tự do mà nó đã xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Thế thì cái chất chống oxy hóa là gì? Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là cái chất chống oxy hóa nó có một cái cấu trúc rất là đặc biệt. Là ở chỗ là cái chất chống oxy hóa ấy, thì cái phân tử nó gồm có những cái nguyên tử mà nó rất nhiều những cái điện tử. Những cái điện tử là những cái hình tròn màu cam ở đây, thì những cái chất chống oxy hóa này nó sẽ có xu hướng là nó cho đi những cái điện tử này, và những cái chất gốc tự do nó sẽ tiếp nhận những cái điện tử này, và khi nó tiếp nhận những cái điện tử này thì nó sẽ trở nên là những cái nguyên tử mà nó có hai điện tích rất là cân bằng, và như vậy ấy, thì nó sẽ không lấy trộm những cái điện tử ở những cái tế bào của chúng ta. Chính vì vậy cho nên cái chất chống oxy hóa khi mà nó đưa vào trong cơ thể của chúng ta ấy, thì là nó sẽ trung hòa toàn bộ những cái gốc tự do, và nó sẽ ngăn chặn cái gốc tự do phá hủy những cái tế bào khỏe mạnh của cơ thể của chúng ta. Và đây là một cái ví dụ như là hình một cái quả táo ở đây, thì chúng ta có thể thấy là một cái miếng táo khi mà mình cắt ra ấy, mà mình để trong không khí một khoảng thời gian ấy, thì mình sẽ thấy là cái mặt của cái miếng táo đó nó sẽ bị thâm thâm nâu đi. Thì đó chính là cái sự mà các cái tế bào của cái quả táo này nó đã bị những cái gốc tự do phá hủy và nó sẽ thâm đi, và cùng với thời gian có thể chúng ta để độ khoảng vài ba ngày thì có thể là nó sẽ bị thối, bị ủng. Thì đấy là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy là cái sự phá hủy của gốc tự do đến cái tế bào nó như thế nào. Và đây là một cái hình ảnh mô tả rất là sinh động về cái việc sự phá hủy của gốc tự do, cũng như là cái xin lỗi, sự phá hủy của cái gốc tự do cũng như là cái chất chống oxy hóa nó có thể bảo vệ được cái tế bào của chúng ta. Nó giống như một cái đội quân á, để nó là một cái đội quân để nó bảo vệ cái sự xâm lấn của cái gốc tự do vào tế bào. Thì chúng ta thấy ở đây ấy là cái hình màu đỏ, cái màu đỏ ấy là khi mà cơ thể của chúng ta ít cái gốc tự do quá đi, thì khi mà cơ thể của chúng ta nó không có nhiều cái chất chống oxy hóa đó, thì cái gốc tự do nó sẽ tiến đến, nó xâm nhập vào đến thẳng đến tế bào. Thì khi nào ấy mà chúng ta đo cái máy biophotonic scanner đó, mà chúng ta thấy là cái số điểm của chúng ta nó từ 10.000 cho đến 19.000 điểm ấy, thì cái điều đó chứng tỏ rằng là cái chất chống oxy hóa nó đã xâm nhập, nó đã phá hủy đến cái bên trong cái tế bào của chúng ta rồi đó. Thì những cái người nào mà có cái chỉ số như thế này ấy, thì chúng ta phải rất là cẩn thận, bởi vì là cái chỉ số mà của cái máy biophotonic scanner này nó đo cho chúng ta thấy là cái chỉ số chống oxy hóa của chúng ta hiện nay rất thấp, và cái đó nó như vừa rồi cũng có đã nói rồi đó, là nó sẽ gây đến thứ nhất là sự lão hóa sớm, và ngoài ra thì nó còn có gây ra một số các cái bệnh tật nữa, thậm chí là những cái bệnh rất là nguy hiểm đến tính mạng như là bệnh ung thư. Đấy, thì khi khi đó thì chúng ta biết rằng chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất chống oxy hóa vào trong cơ thể. Và khi mà cái cơ thể của chúng ta đo được ở cái chỉ số từ màu cam từ 20 đến 29 ngàn thì nó cũng là một cái chỉ số rất là thấp. Và
khi cơ thể của mình có rất nhiều những cái chất chống oxy hóa đó thì nó sẽ ngăn cản được đáng kể cái gốc tự do, và như vậy thì khi mà mình đo được ở cái mức màu xanh dương á, màu xanh da trời này này, màu xanh nước biển ấy, là từ 50.000 trở lên ấy, thì chứng tỏ là cơ thể của chúng ta có một cái khả năng chống lại cái gốc tự do rất là lớn. Vậy thì cái chất chống oxy hóa nó ở đâu, nó từ đâu? Chất chống oxy hóa thì nó có rất là nhiều trong các cái loại rau củ, củ quả và trái cây, và chúng thường là có những cái màu sắc nó tươi sáng hoặc là nó đậm màu như là màu tím này, màu đỏ, màu vàng, màu cam. Thì những cái thực phẩm mà có những cái màu sắc như thế thì thường là có cái chất chống oxy hóa rất là cao, thì chúng ta nên sử dụng ăn những cái loại rau củ quả trái cây như vậy. Và có chúng ta một cái chế độ ăn uống lành mạnh ấy, thì chúng ta nên là phải cung cấp đầy đủ các cái chất chống oxy hóa đó để cho các cái mô và tế bào của chúng ta nó được bảo vệ tốt hơn. Và mặc dù ấy thì là cái thói quen ăn uống, nếu mà chúng ta có thể ăn uống được với một cái lượng hoa quả và rau củ quả đầy đủ ấy, thì nó cũng có thể là làm tăng đáng kể được cái khả năng chống gốc tự do trong cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên là một số những cái nghiên cứu ấy thì người ta cũng có gợi ý rằng là cái việc bổ sung những cái chất dinh dưỡng ấy, tổng hợp ấy, thì nó cũng sẽ giúp để bảo vệ các cái chất chống lại những cái gốc tự do trong cơ thể của chúng ta. Thì cái một cái câu hỏi nữa, tại vì cái máy biophotonic scanner đó thì nó là đo cái chỉ số carotenoid trên da của chúng ta. Vậy thì cái carotenoid là gì? Thì chúng ta cũng cần phải biết là cái carotenoid nó cũng chính là một cái chất chống oxy hóa. Và chất chống oxy hóa thì nó có hai dạng, một dạng ấy là nó gọi là carotenoid và một dạng nữa thì nó là không có carotenoid. Thế thì cái carotenoid ấy là một cái chất chống oxy hóa mà nó có cái tác dụng chính là để mà bảo vệ được cái cơ thể của chúng ta khỏi các cái gốc tự do. Thì cái các cái chất mà chống oxy hóa ấy, thì mà không có carotenoid ấy, thì nó phải dựa vào những cái chất chống oxy hóa mà có carotenoid để nó bảo vệ và bổ sung cho chúng ta những cái khả năng bảo vệ được cái tế bào. Và khi mà cái chỉ số carotenoid cao ấy thì tức là các cái chất chống oxy hóa khác mà không có carotenoid thì nó cũng sẽ có những cái chỉ số cao. Thế cho nên cái những cái chất chống oxy hóa có carotenoid là rất là quan trọng. Và những cái nghiên cứu ấy, thì người ta cũng kết luận rằng là cái chỉ số carotenoid trên da ấy được đo bởi cái máy biophotonic scanner của Phormanex ấy, thì nó có một cái mối liên hệ mật thiết và nó là một cái chỉ thị cho toàn bộ cái hệ thống chống oxy hóa của cơ thể. Xin lỗi các anh chị, nó hơi cái máy hiện nay nó đang trục trặc chút xíu. Rồi thế thì như vậy vừa rồi ấy thì mình cũng đã có một cái sự hiểu biết về thế nào là những cái gốc tự do, chất chống oxy hóa, carotenoid. Còn bây giờ ấy thì mình sẽ tìm hiểu thêm về cái cơ chế của cái cơ chế hoạt động của cái máy biophotonic scanner một chút. Thì cái máy biophotonic scanner ấy thì nó được sử dụng trên một cái công nghệ mà dựa trên một cái phương pháp quang học, người ta gọi là cái quang phổ cộng hưởng Raman, và được sử dụng để phục vụ công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trong rất là nhiều năm trước đây. Và mới gần đây ấy thì năm 1960, khi mà tại vì cái phương pháp quang phổ Raman này thực ra là đã được phát minh từ năm 1930, nhưng mà thực ra nó chưa có được ứng dụng rộng rãi kể từ khi mà cái sự phát minh ra cái tia laser ấy, thì người ta ứng dụng cái tia laser vào để làm một cái nguồn sáng, thì cái ứng dụng của cái phương pháp quang phổ Raman này nó mới được phát triển rộng rãi hơn và được ứng dụng rộng rãi hơn trong các cái công nghệ về sinh học. Thì ông Raman ấy thì ông ấy là một cái nhà vật lý, ông ấy được
giải thưởng Nobel vì cái phát minh ra những cái ánh sáng tán sắc Raman này. Và Pharmanex thì họ sử dụng cái công nghệ cái quang phổ tán sắc Raman để mà họ 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 sản xuất ra cái máy đo cái chỉ số carotenoid. Thì cái công thức đây này, cái công thức này ấy là một cái công thức mà người ta mô phỏng cái công thức của cái carotenoid. Thì cái công thức của cái phân tử carotenoid nó có một cái hình, nó có một cái rất là đặc biệt ở cái chỗ là cái phân tử của nó ấy, ở đây mọi người có thể nhìn thấy ở đây nó có hai cái gạch và tiếp theo là một cái gạch, sau lại đến hai cái gạch. Thì ở hai cái gạch người ta gọi là nối đôi và một cái gạch thì người ta gọi là nối đơn. Thì cái phân tử carotenoid nó có một cái đặc thù ấy là cứ nối đôi và nối đơn xen kẽ nhau. Và chính vì cái đặc thù này của cái phân tử carotenoid ấy, cho nên ấy là nó sẽ có một cái sự tán xạ. Tán xạ có nghĩa là khi ánh sáng chiếu vào á thì nó sẽ phản xạ lại. Thế thì nó có một cái sự tán xạ như vậy, và cái tán xạ này nó có rất là đặc biệt là cái chỗ là khi mà mình chiếu một cái ánh sáng có một cái bước sóng chính xác là 473 nanomet ấy, thì cái ánh sáng này ấy, nó có màu xanh nước biển. Đây, màu xanh nước biển đây. Thì khi mà cái ánh sáng màu xanh nước biển nó chiếu vào cái phân tử carotenoid này ấy, thì nó sẽ phản xạ lại một cái ánh sáng ở một cái bước sóng khác, là bước sóng là 510 nanomet. Và khi bước sóng 510 nanomet này thì nó không còn là màu xanh nước biển nữa, và lúc đó nó chuyển sang màu xanh dương. Thì đấy là một cái đặc thù rất là hay của cái phân tử carotenoid, và người ta ứng dụng cái quang phổ Raman này để người ta có thể nhận biết được là trên da của cơ thể của mình á là nó có cái mật độ carotenoid nó là bao nhiêu. Thì đó là một cái công nghệ sử dụng cái sự thay đổi về về ánh sáng và bước sóng như thế. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ở đây là trong cái ánh sáng trắng của mình ấy thì thực ra nó không có màu trắng không đâu, mà nó có rất là nhiều màu sắc, nó là 7 sắc cầu vồng. Khi mà mình nhìn, khi mà trời mưa rồi lại nắng đó, thì đôi khi nó sẽ mình nhìn lên trời mình sẽ nhìn thấy cái cầu vồng đó chính là những cái ánh sáng trắng mà nó được phản xạ lại, và nó tạo thành những cái màu sắc rất là đẹp, nó có 7 sắc. Thì trên thực tế đấy, ánh sáng ấy là nó có 7 sắc như vậy, và tại mỗi một cái bước sóng thì ánh sáng nó sẽ phát ra những cái màu sắc khác nhau. Thế thì người ta ứng dụng cái việc ánh sáng nó có nhiều màu sắc này, mà người ta sử dụng một cái ánh sáng ở một cái bước sóng như vừa rồi đã trình bày là bước sóng 473 nanomet, thì nó sẽ phát ra một cái bước sóng màu xanh nước biển. Và máy photonic scanner ấy nó sẽ phát ra một cái bước xạ một cái ánh sáng xanh. Và khi mà cái ánh sáng xanh này ấy nó chạm vào da của da tay của mình đó, thì nó sẽ được xuyên qua lớp da của mình, và nó sẽ chạm đến những cái phân tử carotenoid trong trên da của mình. Và khi mà chạm đến phân tử carotenoid thì nó sẽ phản xạ lại một cái ánh sáng với một cái bước sóng là 510. Và như vậy á thì cái ánh sáng đó nó sẽ chuyển thành màu xanh dương, và nó sẽ quay ngược lại cái máy photoscanic biophotonic scanner, và cái máy đó nó sẽ đếm tất cả những cái ánh sáng mà nó đã được phản xạ lại khi mà nó chạm vào cái phân tử carotenoid. Thế thì khi mà cái máy photonic scanner ấy nó thu nhận tất cả những cái ánh sáng màu xanh dương đó, thì nó sẽ được truyền các cái dữ liệu này từ cái máy biophotonic scanner, người ta truyền qua một cái máy tính, và do đó người ta sẽ chuyển sang một cái dạng số, chỉ số. Và như vậy thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy ở trên màn hình ấy là cái chỉ số của chúng ta là nó tương đương với bao nhiêu điểm. Tức là nó chuyển từ cái mật độ của
các phân tử carotenoid trên da nó chuyển sang cái dạng số để chúng ta có thể đọc được những cái con số một cách rất là dễ dễ dàng và rất là dễ hiểu. Thì mọi người có lẽ là cũng rất là nhiều người đã đo cái máy scanner này rồi và cũng đã có những cái chỉ số của riêng mình rồi. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta nhận được cái chỉ số ấy, thì chúng ta sẽ biết là mình đang ở trong một cái màu sắc nào, và như vậy thì nó sẽ tương đương với cái việc là cái sức khỏe của mình nó như thế nào. Thế thì các cái kết quả mà chúng ta nhận được ấy thì nó sẽ có cái ý nghĩa như thế nào? Ví dụ như mình có một người mà ở một cái chỉ số của họ nó nằm ở trong cái vùng màu màu đỏ và hơi sang màu da cam một chút ấy, thì điều này chứng tỏ là cái chỉ số của chúng ta là rất là thấp và cho thấy là tất cả những cái ý nghĩa mà được đưa ra ở đây ấy, thì họ cũng đã dựa trên 5 triệu lần scan và họ tổng hợp lại và họ đưa ra những cái nhận xét như thế. Tức là thứ nhất là về cái thói quen ăn uống của chúng ta, có thể là chúng ta ăn quá ít rau củ củ quả trái cây, hay là chúng ta không không thường xuyên sử dụng những cái thực phẩm dinh dưỡng bổ sung, hoặc là cái lối sống của chúng ta nó không có phù hợp, chúng ta sống quá là bị căng thẳng, hoặc là chúng ta tiếp xúc quá nhiều với những cái sự ô nhiễm, cũng như hay là hút thuốc lá nhiều, hoặc là cái chỉ số BMI của chúng ta cao quá. Thì cái chỉ số BMI này chắc là mọi người cũng đã rõ, tức là chỉ số này là nó là những cái chỉ số về cái trọng lượng của cơ thể, thì nó được đo là chiều cao, nó được đo là cân nặng chia cho chiều cao nhân với lại chiều cao. Và nếu mà cái chỉ số này nó trên 28 có nghĩa là lúc đó là ta đã bị quá thừa thừa quá cân. Và tuy nhiên nhé, có một số lưu ý là như thế này, đối với những vận động viên ấy và những người tập thể hình ấy thì cái chỉ số này nó sẽ không có bị ảnh hưởng, là bởi vì những cái người vận động viên cũng như là những người tập thể hình thì cái cơ của người ta rất là phát triển. Và cái trọng lượng của cơ thì thường là nó nặng hơn là trọng lượng của mỡ rất là nhiều, cho nên là đối với những cái người như vậy ấy thì mình sẽ không sử dụng cái BMI này để mình có thể đo được. Và cũng tương tự là đối với những người phụ nữ mà cho con bú, hoặc là những người phụ nữ mà mới sinh, thì chúng ta cũng không nên sử dụng cái BMI này để đánh giá cái lối sống cũng như là cái trọng lượng cơ thể thực sự là tốt hay là không tốt. Nhưng đối với những người bình thường thì nếu như BMI, tất cả mọi người đều có thể kiểm tra cái BMI của mình qua hai cái thông số là cân nặng và chiều cao. Nếu như là từ 28 trở lên thì có nghĩa là chúng ta cần phải điều chỉnh lại cho cái trọng lượng của cái chỉ số trọng lượng cơ thể của chúng ta cho nó phù hợp. Nếu không ấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta về lâu dài. Thế còn đối với những cái chỉ số mà ở cái vùng giữa màu vàng và một chút màu xanh ở đây thì với cái chỉ số này thì cũng cũng là gọi là ở cái mức trung bình thấp thôi, cũng không cũng cần phải nỗ lực phải ăn uống thêm đầy đủ rau quả, củ quả, và cũng cần phải dùng thường xuyên những cái thực phẩm bổ sung thêm nữa. Còn với cái kết quả mà của những người nào mà ở trong vùng màu xanh dương và màu xanh nước biển ấy thì có nghĩa là cái sức khỏe của chúng ta là tương đối là tốt, và chúng ta cũng nên duy trì ở cái mức cái sức khỏe như vậy. Vậy thì cái kết quả tóm lại ấy, kết quả mà khi mà chúng ta đo cái máy biophotonic scanner này thì nó có ý nghĩa gì? Thì cái nghiên rất là nhiều nghiên cứu thì người ta cho thấy là có một cái sự tương quan rất là tích cực giữa cái chỉ số carotenoid trên da của bạn và những cái thói quen sống mạnh khỏe như là ăn nhiều trái cây, rau quả, cuộc sống mà có cái sự vận động thường xuyên, tập thể dục, và cơ thể của chúng ta có một cái tỷ lệ mỡ trong cơ thể mà phù hợp ấy, thì nó sẽ có một cái sự tương quan rất là tích cực. Tức là khi mà chúng ta có cái chỉ số, khi chúng ta đo chỉ số cao có nghĩa là chúng ta là khỏe mạnh, và ngược lại cái chỉ số đó nó sẽ có một cái sự tương quan nghịch đối với cái thói quen ăn uống mà nó không có đầy đủ dưỡng chất.
như là hút thuốc lá, và thậm chí cả những người mà thường xuyên phải hít những cái hơi thuốc lá, mặc dù người ta không có hút thuốc lá nhưng mà người ta sống ở bên cạnh những người mà nghiện thuốc ấy, phải hít những cái hơi thuốc lá ấy, những cái người đó cũng 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 rất là hại bởi những cái hơi thuốc lá đó. Rồi những cái chế độ ăn uống mà nó nghèo dưỡng chất quá đi, hoặc là những cái người hay ăn những cái đồ ăn nhanh, hay ăn những cái đồ rán ấy, thì cái những cái đó nó cũng rất là nghèo dưỡng chất. Và cơ thể quá dư thừa về chất béo, béo quá, thừa cân, thì tất cả những cái lối sống cũng như là cái cách sinh hoạt như vậy ấy, thì nó sẽ mang đến một cái chỉ số scanner của mình sẽ thấp. Vậy thì những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến chỉ số carotenoid trên da của chúng ta là những cái gì? Thứ nhất là cái thói quen ăn uống của chúng ta. Nếu mà chúng ta có một thói quen ăn uống mà không có đầy đủ dưỡng chất, không có đầy đủ hoa quả, rau củ quả, thì chúng ta cũng cần nên phải thay đổi về cái thói quen ăn uống. Thứ hai là những cái thực phẩm chức năng. Cái thực phẩm chức năng nó rất là cần thiết, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì đôi khi công việc nó bận rộn quá đi, thì chúng ta không có thể nào hàng ngày chúng ta bổ sung được đầy đủ các cái chất chống oxy hóa từ rau củ quả. Thì như vậy ấy, chúng ta cần phải bổ sung bằng những cái thực phẩm chức năng. Thứ ba là những cái tỷ lệ chất béo trong cơ thể. Nếu mà tỷ lệ chất béo quá lớn ấy, những người béo phì ấy, thì những cái đó nó cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến cái chỉ số carotenoid trên da và những cái thói quen sinh hoạt nữa. Rồi cái gen của chúng ta cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Vậy thì mình cần phải làm gì để tăng được cái chỉ số carotenoid? Thì các cái nhà nghiên cứu người ta khuyến cáo, thứ nhất là ít nhất chúng ta nên ăn từ trên 5 khẩu phần rau củ quả mỗi ngày. Và chúng ta nên chọn những cái thực phẩm mà nó có màu sắc đậm để ăn. Và đặc biệt những cái loại củ quả mà nó có những cái màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu cam, thì đấy là những cái loại củ quả mà nó có rất là giàu những cái carotenoid. Rồi chúng ta cũng nên dùng những cái thực phẩm dinh dưỡng thực sự tốt, phải nói là thực sự tốt đó. Tại vì trên thị trường thì có rất là nhiều những cái thực phẩm dinh dưỡng khác nhau. Lát nữa thì mình sẽ có những cái bảng so sánh là khi mà mình sử dụng cái sản phẩm thực sự tốt là những sản phẩm của Formonex như là Lipack hay là Lipack Nano, và khi mình dùng những thực phẩm dinh dưỡng nhưng mà của một số những cái sản phẩm thuộc những cái hãng khác không phải là Formonex thì những cái hiệu quả của nó sẽ là như thế nào. Đấy, cho nên cái quan trọng là chúng ta phải chọn được những cái thực phẩm dinh dưỡng phải là thực sự tốt, và chúng ta sử dụng tối thiểu là 2 lần một ngày. Chúng ta nên uống G3 hàng ngày đấy, và không nên hút thuốc lá, nên tránh những cái hít phải những cái khói thuốc lá, và cũng như hạn hạn chế tiếp xúc với cái ô nhiễm môi trường và các cái chất độc hại. Rồi chúng ta cần phải kiểm soát cái cân nặng, giảm tỷ lệ mỡ thừa trong cơ thể, hoặc là phải hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Thì tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta tăng được cái chỉ số carotenoid của chúng ta. Và cái quan trọng là nhiều người ấy, thì mọi người chỉ tập trung là xem là cái chỉ số carotenoid của mình là bao nhiêu. Mình đi đo, mình chỉ có đo là ô cái chỉ số của mình là như thế này, nó nằm ở như ở cái mức này là cao hay là thấp vậy thôi. Nhưng mà không phải như vậy. Chúng ta đo và chúng ta phải biết là cái điều quan trọng ấy là chúng ta cần phải biết cải thiện cái chỉ số của chúng ta theo thời gian. Có nghĩa là chúng ta đo và chúng ta phải liên tục chúng ta theo dõi là cái chỉ số carotenoid của chúng ta cần phải tăng lên theo thời gian, chứ không phải chúng ta chỉ có đo một lần và sau đó là chúng ta không có đo nữa. Tại vì cái thói quen ăn uống của chúng ta nó sẽ tiếp tục nó ảnh hưởng đến cái chỉ số carotenoid của chúng ta. Đấy, cho nên cái quan trọng là mình phải liên tục theo dõi cái chỉ số carotenoid của mình. Và đây là những cái ảnh hưởng của cái việc sử dụng thuốc lá, hút thuốc lá đấy, lên cái chỉ số carotenoid. Thì ở đây ấy, là người ta làm hai cái thí nghiệm, hai cái nghiên cứu. Một cái nghiên cứu là đối với những cái người mà không hút thuốc lá thì cái chỉ số carotenoid của họ là 30.000, còn đối với những người mà sử dụng thuốc lá ấy, thì chỉ số carotenoid của họ rất là thấp, tức là nó sẽ thấp hơn khoảng chừng 5.000 điểm đấy, so với những cái người mà không dùng thuốc lá.
thì chúng ta thấy là như vậy là cái ảnh hưởng của thuốc lá đến cái chỉ số carotenoid này là rất đáng kể. Và đây là cái hình cho thấy là cái hiệu quả của Lipax đến chỉ số carotenoid. Bên ngoài cùng ấy là cái cột ngoài cùng ấy là đối với những người mà không bao giờ sử dụng Lipax chứ không phải là thực phẩm dinh dưỡng chung chung nhá. Đây là Lipax của Phagmanex ấy. Những người nào chưa bao giờ sử dụng Lipax ấy thì cho thấy rằng là trung bình ấy thì cái chỉ số carotenoid của họ chỉ có khoảng chưa đến 27.000. Những người mà thỉnh thoảng dùng thì nó tăng lên được khoảng 3.000. Những người mà sử dụng một ngày một lần thì nó tăng lên khoảng trên 3.000 nữa. Và những người hai lần sử dụng một ngày á, thì nó tăng lên là khoảng gần 5.000. Như vậy thì cho thấy rằng là những người mà sử dụng Lipax 2 lần một ngày thì có cái chỉ số carotenoid cao hơn những người mà không hề sử dụng khoảng 10.000 điểm. Đây là một cái sự khác biệt rất là lớn. 10.000 điểm là một cái bước nhảy vọt tương đối là lớn luôn á. Còn nếu mà người nào mà dùng có một ngày một lần một ngày thôi thì nó cũng sẽ tăng được cái chỉ số carotenoid lên là khoảng chừng 5.000 điểm. Và đây là một cái hình cho thấy một cái so sánh hiệu quả của thực phẩm dinh dưỡng khác, tức là những cái sản phẩm dinh dưỡng khác trên thị trường không phải là cái dòng Phagmanex của mình ấy, thì chúng ta thấy là có sự cải thiện chứ không phải là không. Tuy nhiên ấy thì cái mức độ cải thiện về chỉ số carotenoid ấy, nó kém xa so với sản phẩm Phagmanex của mình, là cái sản phẩm Lipax đấy của mình, thì chúng ta thấy là ở đây nó kém rất là xa, tức là nó chỉ tăng lên khi mà người ta dùng cái thực phẩm dinh dưỡng của các cái hãng khác ấy 2 lần một ngày thì nó chỉ tăng được cái chỉ số carotenoid khoảng 2.000 thôi, trong khi đấy sử dụng sản phẩm Lipax của Pharmanex thì nó tăng là 10.000 điểm. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái hình này để mà cho khách hàng họ được biết rằng họ họ nhận biết được rằng là cái chất lượng của sản phẩm Lipax của Pharmanex của chúng ta là như thế nào. Còn đây ấy là cái hình mà biểu đồ nói về cái hiệu quả của cái trái cây cũng như là rau quả khi mà chúng ta sử dụng. Thì khi mà chúng ta sử dụng khi chúng ta ăn ấy chỉ có khoảng 2 khẩu phần ăn thôi, từ 2 khẩu phần ăn rau củ quả một ngày thì nó sẽ có cái chỉ số carotenoid nó thấp hơn khoảng chừng 5.600 điểm so với những cái người mà người ta ăn cái khẩu phần ăn là 6 khẩu phần ăn, từ 6 khẩu phần ăn một ngày rau củ quả trái cây trở lên. Thì thực ra nếu như mà mình có điều kiện mình ăn được rau củ quả trái cây hàng ngày với cái khẩu phần ăn là từ 6 khẩu phần ăn trở lên ấy thì cái chỉ số carotenoid của chúng ta cũng rất là cao. 33.000 cũng là một cái chỉ số tương đối là hợp lý rồi. Đó, nếu như duy trì được với cái chế độ ăn rau củ quả trái cây như vậy thì cũng khá là tốt. Tuy nhiên trên thực tế liệu chúng ta có duy trì được không? Nếu như chúng ta không duy trì được ấy, thì cái điều quan trọng là chúng ta cần phải có thêm các cái thực phẩm dinh dưỡng bổ sung. Và một cái biểu đồ nữa cũng cho thấy là một cái hiệu quả rất đáng kể khi mà chúng ta dùng cái Merin Omega. Thì chúng ta nhìn ở đây ấy, khi mà một người mà không không bao giờ sử dụng Merin Omega và một người sử dụng Merin Omega từ 3 lần một ngày trở lên ấy thì cái chỉ số nó tăng lên là tương đối là đáng kể, là khoảng độ trên 8.400 điểm. Thì cái sử dụng Merin Omega thực sự là nó cũng mang lại một cái hiệu quả rất là cao để mà tăng trưởng được cái chỉ số carotenoid trên da của chúng ta. Và cuối cùng là cái hiệu quả sử dụng G3. Thì ở đây cũng các cái nghiên cứu ở đây cũng cho thấy rằng chúng ta mà uống cái G3 cái khẩu phần mà càng nhiều ấy thì chúng ta càng cải thiện được cái chỉ số carotenoid của chúng ta. Đấy, ví dụ như là 1 ounce này ấy, nó sẽ tương đương với là 30 ml. Như vậy thì nếu như một ngày chúng ta uống từ 1 đến 3 ounce, tức là một ngày chúng ta uống khoảng từ 30 đến 90 ml ấy, thì cái chỉ số carotenoid của chúng ta nó sẽ tăng là 8.000 điểm. Đấy, thì cũng tương đối là cao, tương đương với lại cái Lipax là nếu chúng ta uống 2 lần một ngày thì cái chỉ số carotenoid nó sẽ tăng lên là 10.000 điểm. Thì G3 này thực sự là nó cũng đưa
cho mang đến cho chúng ta một cái sự tăng trưởng về cái chỉ số carotenoid tương đối là cao. Và những cái sản phẩm Phagmanex ấy là có hai cái sản phẩm mà nó được khẳng định rằng khi sử dụng ấy thì sẽ cái chỉ số carotenoid sẽ tăng lên, đó là Lipact, tất cả các họ Lipact, Lipact, Lipact Nano và G3. Đấy là hai cái sản phẩm G3 thì chúng ta cũng sẽ sắp có ở Việt Nam vào tháng 3 này, là bắt đầu chúng ta có cái sản phẩm G3 ở Việt Nam rồi. Thì thiết nghĩ rằng là khi mà chúng ta sử dụng cái máy biophotonic scanner này là một cái công cụ để chúng ta có thể có thêm những khách hàng mới, cũng như là chúng ta có thể sử dụng những cái máy này, công cụ này để chúng ta có thể tuyển dụng thêm được những cái nhà phân phối, bởi vì cái máy biophotonic scanner này nó là cái máy duy nhất trên thế giới mà có thể đo được cái chỉ số carotenoid, và không hề có một cái đối thủ cạnh tranh nào mà có cái máy này, tương tự cái máy này, và máy này cũng không có bán rộng rãi trên thị trường, chỉ được sử dụng cho các nhà phân phối của Nu Skin, Phagmanex mà thôi. Cho nên đây là một cái công cụ mà để chúng ta phục vụ cho công việc của chúng ta rất là hữu ích. Thì hy vọng rằng là tất cả các anh chị nhà phân phối cũng như là các nhà phân phối tương lai có thể thấy được là cái sức mạnh về của cái máy biophotonic scanner này đối với cái công việc của mình, và mình cũng có thể sử dụng những cái tài liệu như thế này để mình giới thiệu cho khách hàng, cũng như là đây là một cái hình thức rất là tốt để chúng ta có thể phát triển thêm được cái sản phẩm Lipact ở Việt Nam, G3 sắp tới ở Việt Nam và Merin Omega 3 ở Việt Nam, thông qua những cái hiểu biết về máy biophotonic scanner. Thì cái bài nói chuyện về cái máy biophotonic scanner này thì đến đây cũng là hết. Thì cảm ơn tất cả các anh chị trong webinar hôm nay đã chú ý lắng nghe. Rồi, cảm ơn Huyền, rất hay mấy anh chị. Thành ra một số mấy anh chị nào mà có câu hỏi để mình còn một vài phút á, mấy anh chị có thể đến vào phía dưới mấy anh chị ha, hoặc là mấy anh chị bấm vào cái dấu bằng tay. Nhưng mà mấy anh chị có câu hỏi về cái máy